Xin chào tất cả mọi người ạ. Em hôm nay em lại về một lô hàng nhé. Em tên là Nhung, em ở Bắc Cạn các bác nhá. Em tên là Nhung, em ở Bắc Cạn. Em cáo nhà em thì toàn bộ là cáo xếp này, cáo tuyển này, cáo rất là đẹp đấy. Cáo xếp các bác nhá, cáo xếp đẹp này, tuyển này, kiếm xích ngọc này, nào kiếm xích ngọc. Đây ạ, hôm nay em còn gồm có bao nhiêu lô để em xem nào. Một lô này, lô xích ngọc này, một đống luôn này, xích ngọc rất là nhiều ạ. Hàng rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây, đây là kiếm xích ngọc này, hoa màu trắng này, cực kỳ thơm này. Đó. Cái này có cả dề nhé các bác nhé. Có cả dề này, có cả dề luôn ạ. Có cả dề, có cả bụi luôn. Cái kiếm xích ngọc này thì em bán 200.000 một cân ạ. 200.000 một cân kiếm xích ngọc này nhé các bác nhé. 200.000 một cân. Cái loại này là 200.000 một cân kiếm xích ngọc này. Bác nào mà lấy thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0977032590. Em là Nhung ở Bắc Cạn. Đây ạ. Và còn cái lô này thì là lô này là 16 cây ạ. Lô này là lô cáo này 16 cây nhé. Em bán theo lô thôi các bác, em không bán đơn lẻ nhé. Lô này là 16 cây. 16 cây em bán với giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu 16 cây, có cả cây phân nhánh ở trong chỗ này nhá. Toàn cây cao xếp đẹp ạ. 16 cây em bán với giá 3 triệu ạ. Đây, rất là đẹp luôn. 16 cây, cái lô này là 16 cây với giá 3 triệu. Cần cái kiếm này thì kiếm này thì nó là kiếm xích ngọc này, nó có bụi rồi. Mua bụi đi. Bụi đấy là 700.000 bụi kia nhá, 700.000 đây này. Còn những cái loại rời ra thì em sẽ bán cân. 700.000. Hàng tiếp theo là tiếp theo là cái lô cáo này. Lô cáo này chỗ này là 10 cây hay là mười mấy cây, chỗ này em bán 2 triệu. 2 triệu rưỡi nhá các bác nhá, 2 triệu rưỡi ạ. Em bán cả lô em bán rẻ thế nhá các bác nhá. Các bác bán 2 triệu rưỡi nhá. Còn bình thường nếu mà bán như thế này đã là cái chỗ này thì đã là 5-600 rồi đấy. Bán theo đơn ấy, nhưng mà vì em rất là bận. Em bận lắm, em không có thời gian để bán theo đơn ấy. Em không có thời gian để bán theo đơn cho nên em bán theo lô nhá. Bác nào mà lấy lô nhá, lô này là lô này em bán ha. Lô này em bán 2 triệu rưỡi nhá. Mười mấy cây em không nhớ nữa. Lô này là 2 triệu rưỡi ạ. Đây ạ. Còn cái loại này này, rất là đẹp, rất là khủng luôn. Lại tiếp theo cái lô này còn có mấy cây em cũng không đếm nữa. Để chả biết là có mấy cây nữa, đến chục cây không. Này, 2 này. 3 này, 4 này, 5 này. 6 này. 7 này, 8 này. Và lô này 8 cây ạ. Lô này 8 cây, em bán 2 triệu nhá. Lô này 8 cây em bán 2 triệu. Lô 8 cây em bán 2 triệu ạ. Đây, lô tiếp theo này. Còn có 1 cây này, 2 cây, 3 cây này, 4 cây, 5 cây, 6 cây. 6 cây em bán 1 triệu rưỡi ạ. 6 cây em bán 1 triệu rưỡi. 6 cây em bán 1 triệu rưỡi. Tất cả những cái hàng này là em bán như thế này là bán cả lô, bán kiểu như này là bán kiểu giá giao rồi nhé các bác nhé. Bán kiểu này là bán giá giao ạ. Bác nào mà muốn lấy ôm lô về các bác mà, nếu mà các bác bỏ tiền ra cái chỗ này, cái chỗ này mà mới có 2 triệu thì các bác không mua lẻ thì các bác không bao giờ mua được 2 triệu của chỗ này với giá rẻ như thế. Tại vì là cái này em bán với giá giao, với kiểu cái kiểu giao rồi. Đây này. Riêng 2 cây như này thôi ạ. 2 cây như thế này thôi. 2 cây như này thì cũng là 7-800 rồi các bác ạ. 2 cây xếp đẹp như này là 7-800 rồi ạ. Thế nhưng mà tổng cộng là có 8 cây này, có cả những cây khủng to như này này. Thì em mới bán 2 triệu nhá các bác nhá. 2 triệu là như là giá giao cho các bác rồi. Đấy, 2 triệu được một ôm như thế kia các bác mang về trồng không phải chê câu nào cả. Vòi hoa, hoa của Bắc Cạn thì cực kỳ đẹp rồi. Các bác biết hoa lan đuôi cáo Bắc Cạn là đẹp rồi. Còn cái này. Còn cái này mười mấy cây em chỉ bán 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi cái chỗ này thôi thì cũng rất là rẻ. Nói chung là cái này là 1.8 triệu. Đây. Cái này là 700.000, còn cân là 200.000 một cân, cái kia là 3 triệu. Cái kia là bán theo cân. Cho nên là bác nào mà lấy nhá, bác nào mà muốn lấy về ghép ấy, thì cũng nên em khuyên các bác là ôm lô kiểu này nó sẽ được rất là nhiều này. Và nó được cây đẹp này, ở đây có cả cây phân nhánh nhá. Trong này có những cả những cây cây phân nhánh nhá các bác nhá. Cây phân nhánh của năm ngoái và hoa năm ngoái. Mà hoa thì nó cực kỳ dài, mà bây giờ cáo thì nó dễ trồng thôi. Mà mùa này thì em bán thế rất là rẻ nè, em sẽ báo giá lại một lần nữa nhé. Cái loại này, kiếm xích ngọc này là 200.000 một cân nhá các bác nhá. 200.000 một cân. Cái lô này thì em bán 3 triệu. Cái
cái lô này là 16 17 cây gì đấy, em bán 3 triệu lô cáo này. Còn cái này, cái dê này là em bán 700 nghìn. Cái dê này rất là to, 700 nghìn, còn cân thì vẫn đấy. Còn cái chỗ này em bán 2 triệu rưỡi chỗ này. Đây, 2 triệu rưỡi chỗ này, mười mấy cây này, 2 triệu rưỡi này. Mẹ ạ. Còn chỗ này là 2 triệu này. Chỗ kia là 1 triệu 8 này. Đó, bác nào mà muốn ôm lô, bác nào mà muốn ôm lô nhá, thì các bác liên hệ với em, hàng cực kỳ đẹp luôn, không chê được câu nào luôn, toàn hoàng tuyển của em luôn các bác nhá. Hàng bóc rừng Bắc Cạn ạ, hàng bóc rừng Bắc Cạn, cây xếp đẹp, toàn lá xếp đẹp, hàng tuyển của em hết ạ. Bác nào mà ôm lô thì liên hệ với em nhá. Và em chào các bác ạ.